Thưa quý vị, thưa các bạn, sau 4 năm triển khai chương trình OCOP, toàn tỉnh đã có 311 sản phẩm đạt 3 đến 4 sao cấp tỉnh của 154 chủ thể sản xuất kinh doanh. Nhiều địa phương đã hỗ trợ các chủ thể OCOP tham gia hội chợ triển lãm, sàn thương mại điện tử, kênh bán hàng online, giúp sản phẩm nâng cao giá trị, vươn xa hơn trên thị trường. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Gia Lai tập trung phát triển các tổ chức kinh tế tham gia OCOP, hỗ trợ xây dựng các điểm giới thiệu và bán sản phẩm nhằm góp phần nâng cao doanh số, lợi nhuận cho các cơ sở sản xuất, tổ chức kinh tế. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025 có thêm 250 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 4 sao và có ít nhất 2 sản phẩm đạt 5 sao. Cùng với đó là hỗ trợ cung cấp dịch vụ marketing online, định hướng áp dụng công nghệ 4.0, tổ chức các đoàn xúc tiến thương mại cấp tỉnh hoặc doanh nghiệp mang sản phẩm OCOP tiêu biểu đến giới thiệu tại thị trường trong nước và quốc tế. Năm 2018, Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Tân Lộc Phát, làng Gít, xã Con Chiêng, bắt đầu trồng thí điểm cây chanh dây vàng hương ổi. Đây là giống chanh mới lạ, được Hợp tác xã phát hiện và lai ghép cho quả chín có màu vàng, độ ngọt cao, hạt nhỏ, đặc biệt có mùi hương ổi dịu dàng. Cây chanh dây vàng hương ổi thích nghi tốt với khí hậu và thổ nhưỡng ở Con Chiêng, nên cho năng suất đạt từ 30 đến 40 tấn trên 1 hecta trên một chu kỳ cây. Hợp tác xã đang liên kết với các hộ dân trên địa bàn xã Con Chiêng và Đắk Răng, trồng hơn 10 hecta chanh loại này. Năm 2022, Hợp tác xã có 2 sản phẩm là quả chanh dây vàng hương ổi và dầu chanh dây được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh. Bên em thì vừa rồi này đã công nhận 2 sản phẩm là chanh vàng hương ổi, đấy là chanh trái chanh vàng hương ổi và cái dầu hạt chanh dây. Cái chanh vàng hương ổi là cái trái thì đợt trước là bọn em có bán ra ngoài thị trường thì được các anh bên cán bộ bên phòng nông nghiệp hướng dẫn là cái trái chanh này của mình tốt, muốn đưa được vào trong siêu thị hoặc là một số cái chuỗi hàng cao cấp ấy thì là mình phải đi kiểm định và mình làm thương hiệu. Thì bên em thì cũng được sự hướng dẫn của các anh bên em đi làm thương hiệu và làm nhãn mác để trên tỉnh có chứng nhận là cái chanh vàng hương ổi là đạt 3 sao. Năm 2022, huyện Mang Giang có 9 chủ thể tham gia đánh giá phân hạng 13 sản phẩm OCOP mới và 3 chủ thể đánh giá lại 4 sản phẩm hết hạn năm 2019. Các chủ thể tham gia chương trình OCOP được hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn làm thủ tục đăng ký logo, nhãn mác, hệ thống truy xuất nguồn gốc, quản lý chất lượng, xây dựng website, đăng ký sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, các sản phẩm được hỗ trợ quảng bá tại các phiên chợ nông sản an toàn do huyện, tỉnh tổ chức, được quảng bá trên sàn thương mại điện tử, hội nghị xúc tiến thương mại. Hợp tác xã hiện tại có 7 sản phẩm OCOP, 4 sản phẩm 4 sao và 3 sản phẩm 3 sao. Sản phẩm xây dựng được thương hiệu Tiêu Lệ Chí, đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp quốc gia, OCOP 4 sao và sản phẩm cà phê Đắk Giang, OCOP 3 sao và sản phẩm công nghiệp cấp khu vực là cà phê Đắk Giang. Thì hiện tại hợp tác xã đang sơ chế hai loại là Honey và Nitro. Sau 3 năm thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, đến nay, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai đã có 18 sản phẩm đặc trưng được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt 3 sao cấp tỉnh. Đây là động lực để địa phương tiếp tục đầu tư nâng tầm các sản phẩm chủ lực trong những năm tới. Riêng về sản phẩm của cà phê Quyến Gia thì có 3 sản phẩm đạt OCOP. Năm 2020 là một sản phẩm cà phê bột đạt OCOP 3 sao. Đến năm 2021 thì mình có thêm 2 sản phẩm nữa là cà phê hạt rang và cà phê phin giấy. Thì hiện tại là mình đến giờ này là mình có 3 sản phẩm đạt OCOP 3 sao. Thế hướng tới mình sẽ làm thêm một sản phẩm OCOP nữa là trà hoa cà phê. Thời gian qua, Sở Công Thương đã hỗ trợ cho các chủ thể có sản phẩm OCOP tham gia các sự kiện, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ triển lãm, kết nối cung cầu. Thông qua các sự kiện, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu nhu cầu, phương thức cung ứng để từ đó thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm mở rộng thị trường. Cùng với đó, việc đẩy mạnh quảng bá sản phẩm OCOP đến với cộng đồng qua việc hỗ trợ chủ thể tham gia giới thiệu và bán sản phẩm trên sàn thương mại điện tử lớn, trên các nền tảng mạng xã hội, xây dựng các chiến lược marketing tiếp cận khách hàng, giới thiệu sản phẩm OCOP của tỉnh tại các sự kiện, trên trang thông tin điện tử, phương tiện truyền thông, được thực hiện thường xuyên đã mang lại hiệu ứng tích cực.